Dạ thưa dì, con đi bán. Thương, đứng này biểu cái coi. Dạ. Hôm nay nghỉ bán, ở nhà một bữa. Có chuyện gì mà dì kêu con nghỉ bán vậy? Nói ở nhà là ở nhà, hỏi chi nhiều vậy? Đi vô thay bộ đồ nào cho đàng hoàng, rồi ra đây tao nói chuyện. Dạ. Chị tôi nói ông bữa trước á, ông tính sao? Chiều nay người ta tới coi mắt rồi đó. Từ từ đi, tôi cũng chưa nói với nó. Làm cái gì mà gấp gáp gì vậy? Từ từ cái gì chứ, có con gái trong nhà như là bom nổ chậm vậy. Không lẽ ông chờ nó đi theo trai, giác bụng bầu về rồi mới tính hay sao? Gì, gì nói vậy là sao con không hiểu? Mày ngồi xuống đây đi, cha mày không nói thì giờ tao nói. Thương à, mày cũng lớn rồi, tới tuổi lấy chồng rồi. Tao đã kiếm cho mày được một mối ngon lành. Ông Kỷ tuy trước đây đã có một đời vợ, nhưng là chủ ghe lớn nên rất là giàu có. Trời, sao dì lại bắt con lấy một người lớn tuổi như cha mình chứ? Lớn tuổi thì đã sao chứ, như vậy thì người ta mới lo cho mày ăn sung mặc sướng được chứ. Hay là mày muốn lấy cái thằng con quan, con của bà mù, rồi lại đi bán mắm như ngoài nó hả? Bà ơi, dì ơi, con còn nhỏ lắm, đừng có gả con sớm như vậy. Con sẽ ở nhà phụ việc để giúp ba giúp gì mà gì. Ba ơi, ông nói cái gì đi chứ? Ông không lo kiếm chỗ cho con gái không? Bây giờ tôi lo cho nó, chứ đâu phải là tôi lo cho tôi. Tốt cho nó thôi mà. Bây giờ tôi lo cho nó có chỗ đàng hoàng như vậy, mà bây giờ cha con ông muốn đổ tiếng ác lên đầu tôi hay sao? Ba ơi. Ba, hay là cho nó thêm một năm nữa đi, rồi gả cũng được mà. Không được, tôi đã hứa với người ta rồi. Coi đó. Dạ, em chào anh Kỷ. Xin chào. Tới đây con. Trời ơi, sao tay con lạnh ngắt vậy nè? Ngồi xuống đây. Thương, sao người con ướt sũng vậy? Đừng có nói với dì con đang tắm biển giữa trời nắng vậy nha. Dì ơi, con khổ quá dì ơi. Lại có chuyện gì hả con gái? Lại tính làm chuyện dại dột nữa phải không? Con không muốn sống nữa đâu dì ơi. Con muốn đi theo mẹ của con à. Không.
không được nói bậy. Dì biết con đã chịu nhiều thiệt thòi khi sớm mồ côi mẹ, nhưng con không được tự bỏ. Nếu mẹ con còn sống, chắc con không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Sao lúc mẹ con chết, mẹ con không đem con theo luôn đi dì ơi? Ha ha ha.